Xin chào quý bạn và các vị. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay, với video này, mình sẽ gửi đến các bạn thông tin mới nhất về bộ phim Black Panther 2. Nào, đi thôi. Cùng với niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman, người hâm mộ đang dồn sự chú ý đến các dự án của anh khi chưa ra mắt, bao gồm Black Panther 2, siêu phẩm của Marvel dự kiến trình làng trong năm 2020 tới. Ra rạp vào đầu năm 2018, Black Panther trở thành hiện tượng phòng vé và là một trong những bộ phim riêng của vũ trụ Marvel sở hữu doanh thu ngoạn mục hơn 1,3 tỷ USD. Thành công vang dội của phần 1 khiến Marvel không thể bỏ qua mỏ vàng này, lên kế hoạch sản xuất phần mới với tham vọng sẽ trở thành bom tấn tỷ đô tiếp theo của hãng. Black Panther 2 hiện vẫn chưa có tiêu đề chính thức. Dự án lớn này đã bỏ qua cơ hội được giới thiệu tại triển lãm Comic-Con International năm 2019, nhưng tác phẩm đã được xác nhận tại hội nghị D3 của Disney khoảng một tháng trước đó. Phần 2 của Chiến binh báo đen vẫn do Ryan Coogler đảm nhận vai trò đạo diễn và đồng biên kịch. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, tác phẩm mới này có thể sẽ lấy bối cảnh trong vũ trụ Marvel khác so với phần đầu tiên bởi tác động của các sự kiện trong phim gốc và kết cục của Avengers Endgame. Chadwick Boseman được cho là sẽ trở lại với vai chính T'Challa. Ngoài ra, gần như tất cả các dàn diễn viên của Black Panther đều dự kiến sẽ trở lại cho phần tiếp theo này. Theo một báo cáo khác, Michael B. Jordan có thể cũng đóng lại vai diễn của anh trong phim, ít nhất là ở một số phần cảnh. Ngoài ra, tờ Metro của anh tiết lộ nam diễn viên Donald Glover đang được mời đóng một vai trong Black Panther 2. Trước đó, anh đã xuất hiện trong Spider-Man Homecoming với vai Aaron David. Tuy cùng vũ trụ MCU, song Donald Glover dự kiến sẽ đóng vai mới, mặc dù Aaron David là nhân vật quan trọng trong truyện tranh người nhện. Theo nguồn tin của trang báo, nếu ngôi sao 37 tuổi này bắt tay hợp tác với Marvel trong dự án lần này, rất có thể nam nghệ sĩ sẽ nhận một vai phản diện. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 8 năm 2019, Chadwick Boseman đột ngột qua đời sau 4 năm chống chọi với ung thư ruột kết. Câu hỏi đặt ra, Marvel có lên kế hoạch gì đối phó với những vấn đề chịu ảnh hưởng bởi cái chết của báo đen? Câu hỏi này hiện nay vẫn chưa được hãng phim giải đáp. Được xác nhận sẽ trở lại với vai trò đạo diễn và biên kịch của phần 2 từ tháng 10 năm 2018, Ryan Coogler cho biết rằng anh ấy sẽ nhận thức rõ áp lực trong việc tái thiết lập và thành công của bộ phim đầu tiên. Tôi đã có một cơ hội để làm 3 bộ phim điện ảnh. Mỗi bộ phim đều có các kiểu áp lực riêng của nó. Trong quá trình sản xuất, tác phẩm cảm giác như mình không thể vượt qua vậy, Coogler nói với Inyeanware. Nhà làm phim tài năng tiếp tục. Khi nói đến việc làm phim hậu truyện, tôi chưa từng làm chuyện đó trước đây. Một phần hậu truyện do chính bộ phim mà tôi đã làm đạo diễn. Vì thế, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng điều mà chúng tôi cố gắng làm và tập trung vào công việc như chúng tôi vẫn thường làm. Chúng tôi sẽ cố gắng đi từng bước một, cố gắng bình tâm và tập trung vào việc tạo ra những thứ mang ý nghĩa. Nhắc đến Black Panther 2, Kevin Feige, chủ tịch Marvel từng trả lời Entertainment Weekly trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 năm 2018. Một trong những trò tiêu khiển yêu thích của chúng tôi tại Marvel là ngồi xem phần 1 và bắt đầu tưởng tượng bàn bạc về cách chúng tôi sẽ làm tiếp trong phần 2. Vị này tiếp tục, đã có rất nhiều cuộc trò chuyện như vậy khi chúng tôi thực hiện bộ phim Black Panther đầu tiên. Chúng tôi có những ý tưởng và ý định khá vững chắc về những gì chúng tôi muốn đem đến cho những người xem trong phần tiếp theo rồi. Còn về Bob Iger, CEO của Disney, đơn vị phát hành bộ phim, đã nói trong tờ Wall Street hồi tháng 10 năm 2019 rằng với lịch trình ra mắt phim dài đặc trong thời gian tới của MCU, chuỗi phát hành của MCU phần nào bị chậm trễ.
Tuy nhiên, Black Panther 2 gần như không chịu ảnh hưởng bởi vấn đề này. Tại hội chợ triển lãm D23 của Disney, bộ phim đã được ấn định phát hành vào tháng 5 năm 2022. Trước sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman, nhiều khán giả đang lo lắng cho số phận của bộ phim và đưa ra nhiều kịch bản của Black Panther 2 nhằm gợi ý cho Marvel ứng phó với khó khăn này. Còn các bạn mong chờ điều gì nhất trong phần 2 của bộ phim này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy hay, hãy để lại một nút đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra những video tiếp theo nhé!